Việc bổ sung dinh dưỡng vào thức ăn cho tôm rất quan trọng. Cũng giống như con người, tôm cần phải bổ sung nhiều loại vitamin và axit amin để có thể tăng trưởng khỏe mạnh. Thiếu hụt các loại dinh dưỡng này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ lớn, mà còn liên quan đến các hoạt động sinh lý bình thường của tôm. Những vấn đề do thiếu vitamin gây ra như còi cọc chậm lớn do không có khả năng chuyển hóa protein trong thức ăn, khả năng chịu đựng biến đổi môi trường rất kém, dễ nhiễm bệnh, sốt và stress. Canfota là hỗn hợp trên 20 loại vitamin và axit amin rất cần thiết cho tôm mà trong cơ thể tôm không tự tổng hợp được. 1. Các vitamin A, D3, K3 rất cần cho sự tạo thành mô liên kết và phân các tế bào để tôm nuôi tăng trưởng. 2. Vitamin B1, B6 cần thiết cho chuyển hóa đạm, ổn định hệ thần kinh tôm. 3. Cung cấp axit amin và duy trì ổn định điều hòa thẩm thấu cho cơ thể tôm. Canfota có thể sử dụng cho tôm từ giai đoạn nhỏ mà không ảnh hưởng đến chức năng gan tụy. Có thể sử dụng bổ sung canfota 5ml cho 1kg thức ăn để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho tôm. Trong giai đoạn cần tăng trọng, tăng liều sử dụng lên thành 10ml cho ăn 2 cữ mỗi ngày. Đặc biệt, với các ao vừa trị khỏi bệnh phân trắng cần phục hồi sức ăn hoặc các ao cần rút xay nhanh, có thể sử dụng kết hợp canfota 10ml và gồ gốc 5g cho mỗi kg thức ăn, vừa giúp hoạt hóa nhanh hệ men đường ruột, vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng, dễ hấp thu giúp tôm ăn mạnh hơn, lớn nhanh hơn. Hãy đăng ký kênh YouTube Hành Trình Nuôi Tôm Duy Trần để luôn cập nhật được nhiều thông tin mới nhất. Chúc quý khách hàng một vụ mùa thành công!